Gà hấp tới đây, gà hấp tới đây. Trời trời, làm nước chấm rồi để anh thức luôn anh thức. Trời lẹ ơi, đi, bữa nay mình có bụng. Làm có cái món rất là đặc biệt là gà hấp nước mắm. Chạy thơm nước ngon miếng, mời chạy bạn nước ăn nha. Chợt té cái là không còn cái gà luôn nè. Đây, wow. Thấy ngon chưa Liên ngon? Kìa, cái đầu à, kìa. À, thấy con gà của công thức hấp cả nhà thấy làm sao? Thấy ngon không? Thơm Nhĩ, thấy thơm không Nhĩ? Ừ. Anh ăn cái đầu trước được không? Thôi 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 thôi. Ôi, bữa nay là mình bây giờ mình chơi trò chơi đi. Chơi gì? À, bây giờ mình có một cái trò chơi rất là vui. Là thường thường là dưới quê mình á, là trong những cái bàn nhậu đó hay chơi cái trò này. Đó chính là trò chơi quay đầu gà. Trời ơi, biết rồi. Biết không? Vui, vui. Nửa ly thôi. Ủa, quay đầu gà để uống bi hả? Ừ. Chưa ăn gì trơn cho bắt uống rồi. Ai muốn ăn thì ăn thôi. Cứ thoải mái mà ăn. Đó, nhưng mà mình sẽ quay cái đầu gà. Khoan, đây. Này, này, đó, cái này bây giờ mình kéo cái đầu gà, cái gà xích vô. Em có cái tô cái dĩa luôn nè. Ừ, hồi nãy anh chuẩn bị mà. Đó. À, nhớ nha cả nhà, bây giờ một người xay, một người lắc. Đó, có nghĩa là, ví dụ mà tới lượt em lắc đi. Ví dụ như Liên Ngô lắc nè, thì cái người nào mà thua, thì có quyền xay. Có nghĩa là xay bề khác lại á. Rồi, em hiểu rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ để cái đầu gà ra nha. Đây cái đầu gà đây mình chặt nó rất là kinh nghiệm. Đó, để vô thấy không? Nó xay ngay ai là bốn hướng nha. Đó, xay ngay giữa thì lắc lại. Đó, rồi ok. Khó lắm nha. Bây giờ ai lắc trước nè? Liên Ngô luôn đi. Cho Liên Ngô lắc trước luôn á. Rồi, em khai trương cho. Là Liên Ngô lắc là Liên Ngô như ý sữa nha. Rồi ok. Rồi sao anh Phát thấy sao anh Phát? Sao em lắc anh Phát phải về. Ôi, hồi hộp quá. Anh Phát phải sửa chứ sao như ý? Xay chiều nào? Đây xay chiều này mà. Vậy anh ta chia bài chia chiều này mà. Ông chia ngược nó, ông đẻ ngược quá ông ơi. Rồi, rồi sao cũng được chứ. Rồi lắc đi nè, Liên Ngô lắc nè. Nước chấm thần thánh nè. Đó, ở đây có nước chấm thần thánh, có gà thần thánh này nè. Rồi ok. Ừ. Ê khoan, xay cái mới được. Ừ, khoan rồi xay. Anh xay đi, anh xay đi em dạ. Anh xay là ý xay. Chú Phát xay. Ừ, nó. Xay nghe. Đó, xay nha. Nhớ nha, rồi bây giờ là em Liên Ngô dở nè, 1, 2, 3. Nhớ. Trời chú ơi. Thấy đơn giản không? Chưa vô được uống. Tao mới vô bốn cung uống trước rồi. Bốn cung tao để bốn cung rồi. Dùng trước rồi. Bốn cung là phải uống trước chứ. Sao ta? Tao uống là phải che là giống như. Rồi bây giờ tới ai lắc nè. Tới anh Phát lắc. Tới giờ anh Phát. Đúng rồi, chồng ai mới lắc đi, ok. Giờ mai nó lắc nha. Dữ rồi, có gà, mấy gà, gì ra nè, mấy gì ra nè, con gà, con cua, con còng gì ra đây. Ừ. Cho nhãn trái quýt đi. Cho quyền xay, có quyền xay. Bây giờ em xay phải không? Theo em mà thiếu mà là so với mà ngày xưa em chơi hay chơi lắc xí ngầu á, là em biết là lắc vậy á, là cái đầu nó quay qua đây nè. Đó, thì bây giờ em sẽ quay cái đầu qua anh Phát. Rồi giờ dở nha, anh Phát dở đi. Anh Phát dở chứ, lắc dở đi. Hồi hộp quá. Dở lên. Biến biểu rồi. 1, 2, 3. Ngay mình luôn. ngay anh thích luôn. Rồi vậy số ai đấy hưởng nha, mình hưởng nha. Chắc ông khát nước anh này. Ừ. Dữ nè. Ơi cái này có khi nào xay không trời. Khát nước không chết luôn ai cho uống chứ. Nè ơi nè, anh lắc nè. Đây, số gì ra bầu cua cá cọp nha ba cả nhà đặt nha. Bây giờ cả nhà đặt coi đang vô ai nha. Rồi đó. Gì sửa gì? Người có quyền sửa. Ê, sửa ngay chú. Sửa đây, sửa rồi. Rồi bổng cung sửa làm sao? Để sửa cho chú Phát uống nha. Ok. Rồi dở đi. Rồi mình có quyền dở lên. Đó. Hay đi. Ngay comment luôn. Ngay giữa ăn trong comment. Lắc lại. Ủa anh lắc mà. Ờ đúng rồi, anh lắc. Lộ mà anh lắc anh giữa. Mình xay gì nè. Đó. Rồi em xay nó đi. Em một cái nhẹ thôi. Quay biết đường xay không trời. Rồi anh thức dở đi. Nè dở nha. Mở số như ra đón rồi, nãy giờ cả nhà đón ai rồi nha. Ly chắc ăn luôn. Anh thức. Trời. Con này bị dữ lắm luôn. Thiệt rồi luôn. Vậy là mình được thêm một cái nữa rồi. Trời tự để ly bia bên đây luôn nè. Để trước luôn. Mời cả nhà nha. Rồi giờ tới Nhí lắc á. Nhí em lắc đi Nhí. Em lắc đi chị xay. Em lắc. Chị cho anh Phát nhậu. Mình ăn bắp chuối. Nãy giờ ổng than. Nè chị rửa đi. Ok. Sửa vô một cái là bỏ chạy ra liền nó hứa luôn á. Rồi. Em dở đi, lượt em á. Xay chưa, lắc chưa? Xay chưa? Lắc rồi. Đó, Liên Ngô. Ủa, cái này em thấy hơi xẻo. Thôi, vô rồi, chứ không có dở đâu. Tự mình xay luôn á, chờ biết gì phòng hai nó hưởng, Liên Ngô. Vô à? Ừ. Chừng nào ngay giữa. Thôi kệ, nãy giờ cũng mới uống, không sao. Mời cả nhà nha.
Trời trời, tự nhiên uống 2 ly nó no nóc luôn à. Thế nào từ đầu tới cuối tao không được uống miếng nào không trời? Hên xui á, hên xui đó. Thấy vậy chứ không phải dễ đâu. Mà để em... mời cả nhà ăn cái phu câu nha. Em có ý kiến được không? Cho cục đá vô ly đi. Không, không, chứ không, uống không, như không, vậy không, chắc không. Chết luôn. Không, 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 một không, hồi là lọt xuống sông thì có sao, không có sao biết lỗi chứ à. Mời cả nhà ăn cái đít gà nha. Đít gà. Đó. Kè 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 đi không nổi xe xe cuốc lại cuốc lên giùm. Thôi trời. Tới lượt em lấy. Gà ngon quá sao mày ăn cái vậy? Rồi đó đúng mọi người. Rồi mát ăn mát tay gà mát ơi. Thôi để có đưa qua em nữa. Có anh để vậy thôi mà. Ngay ngay mịn cái trời. Rồi đi ra đi ngồi giỡn, đi ngồi giỡn, đi ngồi giỡn. Cho anh phát dễ luôn đi, anh phát dễ luôn đi. Thôi. Á, trời ơi không chịu đâu. Sao hoài vậy? Đó, đó, rồi sao ta? Em nói cho cho cục đá đi, uống vậy chắc chết luôn á. Rồi, bây giờ tới anh phát đi. Cho phụ nữ. Chết rồi trời, thiệt tình luôn á. Hai cái liên tục đó nha. Ừ, có nghĩa là qua cái thứ hai mình có thể là cho nửa cái cũng được. Phát. Ra con gà. Rồi, bây giờ anh phát lắc này tới em say, Rồi, say đi. Em theo em suy nghĩ là cái đầu nằm đây nè. Đó, em say cái đầu ở đây. Cái đầu qua anh phát rồi đó nha. Dở rồi, dở luôn anh rồi, phát. 1, 2, 3 dở nha. Chuyện miếng miệng rồi. Đó. Sao em quay vô? Không nữa rồi. Chơi gì kỳ quá hả? À? Nè, hết rồi. Chết rồi. Mời cái đầu có bị gì không? Không, cái đầu đó bình thường, không có bị gì hết trơn á. Để em coi, cho em chơi anh Giang nha. Không anh Giang mà, bình thường. Cho em có vàng về anh ơi, cho em có vàng về. Không có vàng về. Rồi bây giờ tới em lắc phải không? Chết luôn rồi. Đi ngồi đây giờ số hưởng. Thiệt luôn á. Cái gì vậy trời, ba cái liên tục rồi đó. Nè bây giờ anh lắc nè. Đó. Tới em lắc phải không ta? Đúng rồi. Là như ý có quyền anh say. Rồi thì tới em kêu cho cục đá vô ly đi. Ly nữa nè. Nghỉ chơi luôn, quyền dẫn thiệt luôn á. Rồi. Lâu xong gì luôn. Đó, bây giờ cho em say lại đó. Muốn say cho thêm say thêm cái nữa đó. Sao sợ sợ xấu ta? Sợ sợ. Thì luôn sợ. Rồi chưa? Rồi ok. Bây giờ dở nha. Dở đi. 1, 2, 3, cả nhà đón có ai chưa? Để đây đi tao uống. Ờ anh bác. Vừa nói với tiếng luôn. Rồi biết chị đừng để vô nói rồi. Nhấp ra luôn nè. Ờ. Bóc rồi. Thấy không? Bóc rồi dùm ơi. Hả? Chơi ăn gian rồi đổ vô này luôn. Trời ơi. Hồi nãy em yêu cầu quá nhưng mà tới anh phát nãy giờ không uống. Đó, tới cán luôn. Trời ơi. Cán luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời trời. Bây giờ cả nhà cùng dự đoán sổ số giùm mình nha, coi ai nha. Bây giờ ở đây có 4 người à. Dễ lắm. Rồi chị Ly ơi. Rồi, chị Ly Ngô say cái rồi. Cái gì nữa rồi. Chị say. Ừ, say qua anh phát kìa. Thức ra gối một cái. Gà nước mắt luôn á. Ít rồi. Rồi ok vậy ha. Ừ, được á. Thôi okay. Lần này cho nước đá đi. Bây giờ muốn bỏ đâu? Đây nè. Thôi vậy đó. Rồi bây giờ Liên Ngô nè. Rồi. Ai dở? Bé chưa? Ừ, dở 1 2 3. Ờ. Trời vô anh lúc say hai diễn luôn đi con. Tôi diễn luôn. Xin lỗi em nha, chị em có ý đâu. Rồi tới Liên Ngô, tới Liên Ngô lắc em rồi. Nè Liên Ngô lắc. Nãy nghe gì? À, quận Như Ý rồi thấy không? Ê chơi cờ này vui ha, không kịp ăn mồi luôn kìa. Kìa, chết rồi. Bắt đuối luôn á. Nãy tính có gian ông xe cẩu gì luôn á. Ăn thêm một miếng đuôi nữa coi. Rồi, anh Phát cứ say đi. Tên thế nào của ngày em bé ý cái nữa rồi em bé ý nó chuyển luôn hết nỉ đó chú ơi Phan dạ, anh phát xui lắm nãy em dở rồi nãy giờ không dở thì mấy cái tội muốn đâu mà cho em dở luôn á ơi em có sửa đâu em dở mà. Rồi á đủ rồi làm gì nữa coi ta kêu sửa thì không chịu cái hở nó cái hở nó bao nhiêu nữa nó nhích nhẹ một xíu rồi nó qua nó mất rồi một hồi em nhai cái đầu luôn em nói thiệt nãy giờ xui lắm nãy giờ em lắc mấy cái là em uống không luôn á thôi Liên Ngô số hưởng mà anh phát anh say là em lắc à anh phát lắc rồi hả chưa, chưa em mới lắc à ổng chưa lắc lắc rồi anh say anh luôn hả anh phát say hay quá ha thiệt luôn á trời sợ luôn cộc nói cho say muốn sửa gì đó sửa đi coi bây giờ sửa nè ha anh sửa nha ơi sửa đi cái đầu này sẽ nằm ngang bây giờ anh quay cái đầu vậy nè đó rồi anh phát dở anh phát ơi hay là em dở luôn kìa cho dở nha mọi người đón ai nè ai 1 2 3 ơi anh phát qua nha qua giữa rồi anh phát qua nha qua giữa qua giữa anh lắc lại phát anh phát vàng qua giữa hên quá
thiệt luôn, chưa ăn miếng mồi luôn á. Ngồi đón đón nè, đón nè, cả nhà đón nè ha. Bây giờ mình xây nè, mình xây nhẹ nè. Đó, rồi cả nhà đón coi ai nha. Chắc Ly Ngô nữa quá. 1 2 3. Trời. Đây tình lại cái đầu nó. Ôi cái chỗ này phong thủy tốt nè. Ừ. Đỡ chỗ với anh Thoát đi kìa. Đỡ chỗ anh Thoát cho quyền đỡ luôn. Đỡ không? Trời, trời đỡ chỗ. Ừ, đỡ chỗ. Ừ. Bụng thôi là xỉu luôn. Thiệt cho em đỡ rồi, chỗ. Rồi nữa đi, nữa đi. Đỡ chỗ. Đỡ chỗ. Cho nha. Cho đỡ chỗ liền đi. Phong thủy vô này tốt. Một hồi lộn cái sông thiệt luôn nè. Cái này phong thủy tốt nè. Nước sông này đục lắm luôn á, cá kìa, tôi nói cá kìa. Thôi thôi thôi, đừng có nói cá nữa gì. Uống đi nè. Thủy tốt, phong thủy tốt. Vậy sợ Phan từ từ bà ơi. Uống nãy giờ uống dập mặt. Sắp mặt. Rồi giờ tới ai ta? Ta lắc. Nãy anh mới xây gọi. Rồi tới em lắc. Rồi uống đi. Cho ý kiến nè. Cho xin đá đi. Thôi uống vậy đó, không có tao xin đá. Mới uống. Cái này đúng đá vô nó đầy lên luôn á đó. Lạnh dữ lắm luôn. Rồi nè lắc rồi nha. Số nhị ra, số nhị ra. Cả nhà đón coi Ly Ngô có chạy thoát đọt khỏi cái chung này. Chạy luôn á. Một cái nó là đi về luôn á. Rồi xây ra không? Xây chứ. Phong thủy okay. Tốt nè, phong thủy tốt nè, gấp cục màu trước nè. À, vô chú bán nè. Rồi Ly Ngô uống xong rồi nha, bây giờ mình sẽ dở không? Dở khui hộp nha. 1 2 3. Tới nhỉ chưa? Đúng rồi, đã đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì? Đó. Cái giờ sợ gì bị dở sữa gì không? Sao nhiều quá vậy? Không có nhiều đâu cưng. Không có lại nãy gót nhiều. Đây chị gót lại chứ. Gót lại miếng, gót lại miếng. Thôi tội nghiệp nhỏ. Rồi nè. Rồi uống rồi lắc luôn nè. Tại vì cho khi nào mà chú Phát kêu con sửa không thì con cứ sửa đi, con không sửa là nó đi vô nó. Ừ. Bắt chú sửa đi, sửa đi. Cái đầu con gà này nó khoái con gà. Nó khoái hai đứa em nè. Ừ đúng rồi đó. Chị gà nó gà mái mà, nó ghét á. Gà trống gì. Rồi con lắc nha. Rồi, con lắc ra số nhị ra, số nhị ra, số nhị ra. Chết rồi thấy. À, cái nhà có đón được ai chưa? Sửa không? Sửa nha. Chú sửa nha. Chú sửa đi. Ừ. Con có cần sửa không? Dở kìa. Ok, dở. 1 2 3 nè. Ờ, yeah. Sửa đi, sợ rồi. Đưa đây, đưa ly cho em, đưa ly cho em. Bởi vậy. Chứ sửa đi, không sửa đâu. Thôi sửa chết còn sao. Bây giờ tay lắc nè. Cho đá đi. Cho ly đi. Tới Ly Ngô lắc hả? Cho đá vô nữa đi, cho rồi, đá vô nữa okay. Đi. Ok. Rồi Ly Ngô lắc đi kìa. Cái chuyện này để anh lo cho anh Phát được. Cho anh Phát uống cái đi trời, nãy giờ. Bây giờ chú bé uống như mới có. Hình như nãy em mấy cái liên tục, 4 cái liên tục luôn á. 4 cái gì mà 4 cái nó nhẹ nhẹ thôi à. Giờ uống mới đựng ly một á. Đó. Ly này ly thứ hai nha. Ôi mà hồi nãy em đi nha, mỗi lần em lắc là em uống. Ừ. Hình như lại chỗ này nó đỡ lại rồi. Chắc không có sao đâu. Thủy này đỡ này. Phong thủy mà. Rồi đó, bây giờ em xay nha, em chỉnh nha. Em xay đại một vòng nha. Đó, bây giờ em dở nha. Rồi dở giùm luôn đi. 1 2 3 nè. Thiệt luôn á. Nãy giờ lắc mấy cái rồi em uống không luôn á. Không thể tưởng tượng được. Anh nói rồi, cái đầu gà mà nó vô ai một cái ha. Thì tới công chuyện người đó. Thiệt luôn á. Em để ý rồi đó, nãy giờ mấy cái này em uống không luôn á. Chết luôn rồi trời. Rồi uống đi, rồi tới giờ tới mình lắc nha. Rồi sao? Cái này nè, nó chết. Số gì ra, số gì ra. Cả nhà đó bốn người là ai nè? Nãy giờ uống nhiều nhất luôn á. Ly Ngô hay Như Ý hay là anh Phát nè. Mới là anh thức lắc là em nghi gì đó. Hả? Sửa đi con. Sửa đi à. Sửa cái ngay chốc luôn ở đây. À. Chết rồi. Dở lên Ly Ngô nó bỏ xong luôn rồi. Ai dở đây. Rồi, ok, 1. Nhìn kỹ nha cả nhà, 1. 2. Tiếng dở. Vô camera nè. Thôi lắc lại đi. Lắc lại, lắc lại. Để anh lắc giùm cho. Vô camera cho nó uống chứ. Rồi, ok. Chân dài vậy. Ừ. Có thể khỏi giữa cũng được, dở luôn cũng được. Dở luôn đi. Thôi lỡ dở luôn, dính con nữa sao. 1, 2, 3 dở nha. Đón rồi, đón ai chưa? 1, 2, 3. Ừ, anh công thức. Ghê luôn. Trời ơi, con nó nhìn thẳng mặt em luôn á anh Phát. Nó không có hình chần chờ cái chỗ nào khác nữa hết trơn á. Anh thức uống nè. Thôi. Chết rồi, em sai. Thôi mình xin. Nãy bây giờ lắc phải không? Dạ. Yeah. Quảng em no lắm luôn hả? Chú bé ơi lắc nhớ ném. Chú bé ơi. Cái đầu gà nó quyết định chứ chú đâu quyết định được con. Ừ. Anh Phát lắc hình như vô Ly Ngô không anh? Sửa không? Sửa Ly Ngô, sửa. Không dám sửa luôn. Sửa em sửa. Chị sửa em sửa. Ừ. Ly Ngô sửa nè. Sửa không? Hay là để luôn? Bây giờ em để luôn. Để luôn phải không? Quyết định không? Rồi, quyết dở lên. Chốt lên. 2, 3. Nhớ. Đó. Bị sao được? Chị không sửa. Sửa vô rồi đó. Ờ,
rồi, chị sợ lắm luôn. Không nhẹ cái không chừng. Chị sợ lắm luôn á. Rồi rồi, thôi lắc nè. Đúng rồi, đúng rồi. Tới quyền lắc. Bỏ ra đường. Hết lên rồi luôn. Trời ơi trời. Thiệt luôn, hồi nãy có gian ông kia, ông cho gian, có gian gì á, có gian là gì vậy đó. Gì hả? À, ở sao cả nhà không ai ăn chứ vậy? Thiệt luôn á. Chơi trò này như là không muốn ăn hay sao á. Cái chừa bụng để uống quá. Sữa không? Sữa chứ. Sữa chứ. Kìa anh thức kìa, sữa đi. Đấy nha, nãy giờ là mình lắc mà dễ nha. Một, hai, ba. Thấy không, nãy giờ đã ý luôn. Không thiệt, em nói thiệt luôn á. Ngồi gì vậy? Là dòng. Làm gì mặt mày đó, cho mới chơi có mấy dòng à. Không, mà mỗi lần em lắc là nghe em không luôn á. Con gà này nó thương em. Ừ. Không thương chút nào. Không, anh sửa là rồi đó. Anh sửa mấy ngày á. Thiệt luôn. Ai gái trò này vậy? Hả? Ai vậy? Đây. Chưa, nãy giờ chưa ăn một miếng thịt gà luôn á. Em chưa ăn gà. Em không ăn bởi nó ghét em á. Nó chết quẹ. Thiệt luôn á. Ừ. Tự nhiên đi ăn quýt kia. Không mà đã ý nãy giờ luôn á. Nãy giờ em rất là muốn không luôn á. Trời thích á. Chết rồi, trời say rồi nhí sao? Nhí lắc giùm anh nhí rồi. Cho em qua quận này được không? Hả? Say lắm luôn á. Không. Để giờ ở trong đây. Con lắc rồi á. Rồi đó. Cho qua luôn á. Ừ. Đi ngồi sao? Cho qua vòng á. Cho qua gì? Thôi uống miếng đi, hết miếng đi. Anh phát nhưng mà anh phát cho em qua nè. Rồi cho qua vòng đó. Tôi nghiệp nó. Trời ơi, tôi nghiệp nó. Không sửa luôn đó. Đỡ vô luôn. Dỡ lại cái ngày chắc này uống. Hai, ba, bốn rồi nè. Ừ. Trời ơi, trời ơi, không? Đưa đâu cho qua vòng. Tính đâu mà dỡ lên ngàn ly đó, ly nó không được uống luôn. Cái gì á? Trời ơi, tới mình tha cho bà ăn vòng mới có cái bệnh miếng. Rồi, ớ thôi nha. Nãy giờ trong đây em uống nhiều nhất luôn á. Rồi. Thôi. Em sửa nha. Ừ. Sợ quá, cái sự sửa này tao sợ quá gì. Giờ dở đi, nó sợ đi. Hả? Ba. Không sao đâu, nó đi ra cái ca bia kìa. Đi ra ca bia mà. Đúng rồi. Chút nào, rước qua. Chút xíu à, chút xíu hơi. Thôi, quay lại nha. Chút cái số nữa rồi. Rồi. Ôi trời. Sửa nha. Ừ, rồi. Sửa đi con rồi. Vô chú phát. Ừ, không có vô chú nữa đâu. Một, hai, ba nè. Đi sáng giờ chú nhậu hoài, không có vô nữa. Đưa cho một cái men, cho một cái men đi đi. Sao lắc hoài nó ra giữa hoài ta? Chứ nghỉ sửa quá. Rồi sửa, nghỉ sửa đi. Nghỉ sửa đi. Dở luôn à. Một, hai, ba. Ủa hả? Đi ra mà. Nó, vô cái đùi em phát rồi. Rồi, ơi em phát rồi. Sáng giờ đó nghe, chết nữa nghe. Rồi, nè. Rồi đó tao anh phát lắc luôn đi kìa. À, hay là mọi người khác lắc được, để lắc cái đi vô, ngồi lắc trước đi. Vô dập đâu rồi, luôn. À. Nãy giờ lắc là toàn uống không. Cho đi vô lắc trước đi. Chỉ kìa sợ lắc lắm. Hay quá. Người ta thấy lắc mà tự nhiên cái này không cho lắc trời. Không chịu lắc. Thôi, em cờ bạc là không ăn được đâu. Rồi. Trời ơi, úi rồi trời. Rồi đó, bây giờ đi ngồi lắc nè. Rồi. Lần này mà rồi đó, mày nếu chưa xuống lần này tới mà nghe em nữa ha là em nghĩ lắc luôn á. Ừ. Đừng có bị chưa xuống tới nữa nha. Nghĩ lắc là say nghĩ rồi. Em sửa nha. Ừ, sửa. Em mà sửa nghe chị là rồi, nếu mà 2, 3, 2 dở nha. Rồi nha. 1. Ai dở? 2. 3. Trời ơi. Không, chị không biết gì nha. Phải say thêm nhẹ cái nữa là dính anh thức rồi. Đúng rồi. Dễ vậy, dễ vậy. Đâu có dễ ăn vậy. Ít thôi nha anh thức ơi, chết em. Bò cũng vậy anh. Rồi bây giờ anh phát lắc là anh phát rồi. Anh để nước đá vô. Để rồi đi nhậu mà nghĩ ăn là ối mà buông đũa là xỉu mà hết mồi là lên máu đó. Để rồi. Say giấc mộng. Bò không đó. Trời ơi, nãy vô tự nhiên em uống mấy cái luôn á, say luôn á. Đúng cái đó nhỏ trời. Trời ơi. Rồi nè. Rồi, ta lên đánh giá mình hiếp phụ nữ nữa. Rồi bây giờ mình say nha, bây giờ cả nhà có đón được ai chưa? Mà chơi nãy giờ mới được bao nhiêu phút rồi lên? 20 phút hả? Mà ly ngon ngồi hết thấy được rồi. Chơi. Cho em về. Về đó. Bây giờ em bò luôn. Say nha. Rồi ok em giải nha. Anh ơi, cho em có dạy gì anh ơi. 2, 3. Liên hôn. Về làm chứ em ơi. Thôi, em xin đi về được không? Rồi, ít rồi nè, đó, biết được rồi. Mới có gian ổng gì, ổng không, ổng nhìn không, em mà ổng không cho gì. Cái tội hỏi, cuốc không hết gái. Chú ơi, còn cái. Có gian gì chú ơi. Không cho luôn. Lắc nè, à, lắc nè. Chết rồi trời. Nè, Liên hôn sửa không? Hết dám sửa luôn. Hết dám sửa luôn. Không. Anh dở luôn nha. Dở đi.
1, 2, 3 giải nha cả nhà. 1, 2, 3. Trời ơi. Không sửa đi, sửa là đâu vô em đâu. Bởi vậy đó, thôi nè anh uống đi. Né liền. Bây giờ anh thức uống mới có mấy ly à. Ừ. Tí ai lắc kìa. Ly ly ngon lắm. Ừ. Em lắc cho. Bổn con lắc cho hả? Bổn con thèm bia rồi. Cái đầu lắc gà nó có duyên với em lắm, em lắc đâu. Lắc nãy giờ lắc mấy lần luôn á. Lắc luôn cái đầu. Trời sửa không? Còn ghét mồi mày không nghe uống cho chạy. Chú phải sửa không? Phải sửa vợ. Đó nha. Ừ, sữa. Cái bồng em sạch phát luôn vô con. Chết nhỏ thiệt rồi. Tôi nói rồi. Biết gì không sữa đâu. Bọn con ngày hôm nay đã bị thất sủng rồi mọi người ơi. Thất sủng lần ba. Mèn một cánh me nè. Sao lắc nữa hả? Uống đi chú lắc. Uống đi, uống đi. Nãy Yến nó mới lắc rồi đấy chú. Nó trong cái này trong vòng 30 phút là có người say à. Không, chắc em xin tùy quá em. Nhớ nha cả nhà, 30 phút là ngưng nha, lại nay 30 phút mình ngưng nha. Sữa không con? Ừ. Sữa. Con quay cái bông đi đâu vậy? Quay cái đó rồi ra đó rồi, quay cái bông ra nè. Ừ. Đúng rồi đó. Nè, dở nha. Dở. 2 3 vô ý nữa nè. Nó ấy. Không đi ra. Không, chính giữa. Trời ơi trời. Chút xíu là chết rồi. Chút xíu nữa là chết. Nãy là nhờ chú sửa là nãy cái bông nằm vậy nữa không? Chú nó mới quẹo đây nè, nó mới ra đây chứ nãy nó vậy là vô con rồi nè. Đúng rồi đó. Đó thấy không? Nhờ chú đó con. Đó. Rồi lắc lại đây. Nhờ chú đó con. Ừ. Bla xi bum. Để em xay cái vô cấp cho lên ngon nè. Ra cái thùng hay ra cái lon? Em xay hay lắm. Nó. Nó. Nghe anh. 1, 2, 3 giả nha. Dễ nhẹ cái thôi. Đừng có dở quá, người ta nói mình à... Né cái rồi, chạy ra xong luôn. Chết thiệt luôn. Sao vậy, nó sẽ nữa vậy. Rồi, nửa ly được rồi. Cái này ta gọi là lỗi định mệnh. Lỗi định mệnh. Đầu dạ, định mệnh chắc luôn. Đó, lỗi định mệnh. Hả? Hả? Rồi sữa không? Không hát sao hát? Sao như hai người nào mình không được uống nữa. Hay lắm luôn á trời. Ly ngồi đổi chỗ không? Chỗ anh không uống luôn Ly ngồi. Không. Em ngồi này nói vậy em có uống đâu. Ý đổi chỗ không? Đổi chỗ đi. Đổi không? Đổi chứ. Ok. Chạy ơi. Chạy hả? Lựa chỗ phong thủy nè. Nãy giờ em ngồi này em ít uống không? Lựa chỗ phong thủy nè. Rồi. Rồi bây giờ mình giả luôn nha. Không đổi nha. Mình chỉ đổi chỗ thôi. 1, 2, 3. Đó, đổi hay rồi quá. Không đổi chết con rồi. Cái ly. Thật tình chứ. Cho em cái ly, mượn cái ly đi. Sao kỳ vậy ta? Phong thủy. Phong thủy. Vô. Rồi em phát lắc em phát rồi. Đổi. Ơi, em thấm bia đó nha. Em chắc em về trước quá. Em gì em hết nổi gì nha. Thiệt luôn, em anh hỏi cho em lộ xong gì luôn. Con anh sữa xong không? Chấp con sữa. Con sữa chú phát uống. Ừ, con em sửa sao mà chị uống là tình nghĩa chị em mình chắc là lâu luôn. Rồi giỡn nha. Không có. Rồi, số nhị ra anh đây sẽ ai sẽ là người hưởng đây. Hay anh hát là người hưởng không? Gót, hình như là gót nhị, gót. Hình như phong thủy nó đổi lại rồi cả nhà ơi. Chết rồi. Thời thế thay đổi á. Hai bây giờ hai người đâu dám lắc nữa. Trời ơi là trời ơi, ra nước mắt nước mắm luôn đi. Cho nước đá. Ừ, uống chừa lại anh ơi. Bỏ nước đá vô cây. Rồi sao? Không dám ai dở nè. Luôn. Ai dở? Ai dở? Em dở luôn nè. Dở đi. Cả nhà nhìn nè. Bây giờ cả nhà có đón được là ai chưa? À, như bây giờ mình đang chơi với nhau đây. Bây giờ cả nhà đặt bên nào? Đâu nữa còn đâu trời. Có cái đít thôi mũi. Ừ. Nè. Mũi gó kêu này chết tỷ rồi. À, cả nhà có nhìn chưa? 1, 2, 3. Anh thức nữa thấy không? Trời ơi, thay đổi. Không có đổi cái chỗ này thiệt luôn. Anh tự đổi cái mà. Cái chỗ này. Trời, phải nãy ngồi là em dính nữa rồi. Cái chỗ gì đâu thiệt luôn á. Rút nửa ly được rồi. Tới công chuyện rồi. Anh đổi. Tự đổi. Nè, bây giờ tao lắc đi, hai phụ nữ lắc đi. Nãy giờ anh với Phát lắc nhiều rồi. Em dám lắc luôn. Không dám lắc. Như ai lắc nó vô người đó đó. Ngon rồi. Để xíu đi. À, cảm ơn ạ. À. Để lâu một chút. Để em lắc 100 quận cái. Thiệt luôn, nãy em lắc là mấy quận là toàn vô em không? Rồi dở đi, dở luôn. Dở luôn. Khỏi sữa. Sữa lên cái à? Để tỷ tỷ xây dựng. Tỷ 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 nè. Trời. Dạ, nó 2 ly rồi đó nha. Liên tục chứ 2 ly gì?
Đúng rồi, 2 ly anh hồi nãy. Đổi chỗ lại anh Phát ơi. Đổi đi, bị đổi giùm tới đi. Rót đầy ly luôn nha. Đổi đầy ly là được rồi, uống hết. Cái gì trời. Anh không sao đâu. Nước này nước ngược nè. Về tiệm anh á. Anh thả trôi. Trời ơi, rót kìa. Đúng rồi. Rót hết rồi. Tới hai quận là hai quận mà. Ủa đã quận chưa uống nè. Chưa uống, chưa được uống nhỏ. Chết mồ không trời nhỏ rồi. Nói đổi chỗ nhỏ rồi. Má đổi chỗ ha. Phải đã dần rồi là chết rồi. Đổi chỗ. Anh thấy bên đây là anh thấy không có không ổn à. Trời là trời. Quá trời tới phòng thủy luôn rồi đó. Bây giờ chỗ mình đổi hết rồi đó nha. Giờ đây là lần cuối cùng đổi chỗ. Tới ai rắc là để em lắc lại đây em cho, em cho em xin để cái ly đây nha. Thôi hỏi anh Giang uống nè, hoan uống này cả nhà mình nhâm uống nè. Ừ, dở lên cái làm quận nữa nè. Chết. Cười xỉu luôn á. Em thay cho. Ừ, thay đi rồi nửa ly đi. Theo bông qua tới đây. 1, 2, 3 Rồi đi ra cà bia. Đi ra bật cà bia. Lắc lại, lắc lại, lắc lại, lắc lại. Anh lắc luôn cái gì hay sao? Chị mới xây thêm cái nữa là dính gì mày. Bum 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 bum. Cái mỏ nó gớt đâu là ngay đó đó. Cái đầu gà nằm đây nè. Ừ. Dở luôn nè. 1, 2, 3 dở. Không đâu biết. Ý. Thôi để em lắc lại. Anh Phát hay ta. Rồi, ngó. Sao anh biết vậy? Chỉ mày. Tại anh lắc nó nghe gớt đâu biết. Gì hả? Sửa không? Không. Không luôn. Chết mày nỉ rồi. Không mà cái số mày này nó đã lắm. Nè, anh Phát uống nửa ly nè, em thiếu nửa ly đi, thiếu nợ lại đi. Trời, anh Phát thiếu luôn. Say chưa? Chưa, nè đi không? Ý, lắc ly à. Ý, lắc ly. Ờ, để em. Em sợ luôn á, em lắc lại muốn à. Hả? Ê, bụng cùng lắc đó, bụng cùng lắc làm sao mà. Bụng cùng lắc uống nữa đi. Uống là chết. Trời ơi, nước chấm thằng Thánh nè trời, không ăn không hết. Không ăn luôn, nãy giờ mà ăn. Sữa không? Sữa, 1, 2, 3 sữa nha, rồi, ok. Rồi, xong, dở. Phát. Lại bốn cung thì cái không một cái chỗ đây phải ý là nãy giờ ngồi đây là hiểu tới công chuyện luôn đó. Không đâu, lúc đầu vô là chỗ này nè. Chết rồi. Thôi lúc đầu vô chỗ này nè. Em muốn mấy cái liên tục luôn á. Ừ. Thở rồi đó. Để hơi bị mệt rồi men ơi. 30 phút cho 30 phút cho. Chưa hả? Trời ơi còn nữa hả? Rồi chơi có 30 phút à. Chỉnh đồng hồ cho nó chạy lẹo dữ rồi. Ừ. Rồi giờ em lắc lại ai say không? Em. Rồi bốn cung say đi. Xây mà vô em. Ừ. Vô chú Phát nữa, chú Phát bò chánh luôn. Ở dưới đó, ừ đó đó. Rồi, dở đi anh Thức ơi. 1, 2, 3 dở nha. Anh Phát ơi, hình như là nãy giờ em nói thật sự làm như đó. Nó thương mấy người nữ là sao á. Rồi, Liên Ngô lắc Liên Ngô ơi. Nó thông cảm. Chị Ly sợ luôn rồi. Thiệt luôn, hồi nãy lắc mấy lần uống không? Mình uống nha. Rồi Phát xài anh Phát rồi. Nói em xài tôi xài sợ ngày anh Liên để giận anh nữa. Vậy em xài đi. Tình nghĩa. Anh em chắc bình lâu. Ok Liên Ngô dở đi Ngô. Dở gì đi. 1, 2, 3 số gì ra số như đây. Ừ. À! Ai vậy em muốn quay vậy. Sữa là chị đi không uống. Thôi nhà mi uống đi. Không em tự góp tự uống. Không nãy giờ cũng không uống. Trời gán nước cái gì á. Thiệt luôn á trời. Thấy không? Thôi nghĩ nè. Tới ta lắc đây. Em nghĩ lắc nha. Tên Phất lắc là em nghi lắm luôn á. Rồi đó. Em thiệt á, cho em qua quận được không? Không, nãy giờ. Trời ơi, nãy giờ có uống đâu. Em uống ly này nữa là em. Đó hả? Gần được 30 phút rồi cưng. Bữa nay mình chỉ chơi 30 phút thôi, không có chơi nhiều. Người trụ được lâu nhất là... Thắng. Được thắng gì? Hả? Thắng một gì? Chỉ vàng. Chỉ vàng thì không? Ok. À? Ai mà trụ được lâu nhất là chỉ vàng. Sữa không gì chú Mát? Chú không sữa. Chú không dám sữa luôn á. Còn sữa. Ừ. À, sữa cái ngày chốc luôn nè. Nãy nói để yên đi không chịu đâu. Kêu để yên đi không chịu đâu. Sữa nè. Nè sữa. 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 Nãy để yên đi không chịu. Sữa. Nè nãy để yên. Nãy để yên là nó vậy nè. Tình nghĩa chị em chắc mình lâu lắm. Ờ. Nãy để yên là nó vậy rồi nè. Cái nó lắc gì nè. Hả? À, rồi sao Liên Ngô bỏ cuộc không? Em qua quận được không? Ok đi. Rồi cho qua. Tội nghiệp đó. Rồi ok. Tội nghiệp đó. Rồi sữa nè. Rồi đó. Để em xay nha. Xay đại. Không lắc cái sữa trời. Đó. Em sữa luôn nè. Chết
chết. Chị rồi đi đó. Chết. Chắp còn lắc. Ơ chắp còn sữa đó. Ừ. Chú chắp còn sữa. Chắp còn sữa đó thôi đi. Ừ sữa đi, sữa ngay bé liền cái nơi nào Ly nó tán cái tấm đầu. Sữa. Ngay Ly là Ly bấm chuột liền. Thiệt luôn. Rồi bây giờ mở hai ba giải nha. 1 2 3. Chú phẹt. Phát anh phát ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không xong rồi cái khu này. Làm như cái chỗ này phong thủy nó làm ăn nó được hơn sao á. Đem gà ra còn nguyên luôn. Thiệt luôn, cho ăn gà đi trời. Nghỉ chơi đi, say vậy đó. Thiệt luôn á. Ăn đi, ai ăn cám mà. Giờ tranh thủ lúc ta uống ta say để mà ăn đi. Ừ. Nó đây giờ em lắc. Anh bây giờ đâu bỏ đũa đâu, bỏ đũa là tụt máu liền. Lên lớn, ăn cái say. Em ăn cái mấy anh nữa liền. Nữa. 2, 3, dở. Ừ anh thức. Không vô bên đây rồi không biết. Không anh thức chị. Không có đâu. Anh qua đây nè, đâu có vô đâu. Anh đừng chơi đây. Ra ngoài rồi. Hướng nướng Đông Nam. Đó, ngon đi. Sữa đi, sữa, sữa. Em sữa nè. Ừ. Rồi nghe coi á. Ly ngon mà nhúng tay vô là hiểu rồi đó nha. Ơ ra ngoài không ạ. Nửa Ly ngon rồi. Lát cho nhanh cái này thôi, bây giờ mình chơi quận này quận cuối nha. Ừ vậy như nãy giờ là cũng say nhiều quá rồi. Thiệt luôn á. Nhưng mà cái cuối phải uống hết nha. Rồi ok. Rồi cái này cái cuối nha. Đó. Thôi bây giờ em ghé nha. Rồi. Say một vòng nữa là nghỉ đi. Là mỗi người một quận nữa phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ quận đầu tiên là anh. Bây giờ anh lắc lại đây rồi đó, tới em say đi. Hết cho em sữa luôn. Trời ơi, trời uống nước miếng ta thu quắc luôn. Rồi kia. Trời chứ quay. 1 2 3 nè. Anh Phát. Đi ra đây nè. Thôi, né rồi. Anh đừng có né. Không có né. Không có né. Trời tao né rồi luôn á trời. Rồi tới lượt em. Rồi, nhanh gọn lẹ nha. Rồi cho anh đi. Đến cuối. Rồi. Cả nhà đóng cho mình nha. Chích luôn. Rồi, ai say không? Đừng nói chuyện uống. Mình lật lên ngày trận chú quán lên đi. Sao say ngược lại vậy? 1 2 3 giỏ nha. Vô Liên Hồ. Em xin lỗi chị. Hiểu luôn á. Rồi đó bây giờ. Bé này không quen, không quen luôn. Em không quen nó luôn. Tao mắc cười quá. Chú Duyên tao sặc. Rồi Liên Hồ nè, ngót uống luôn đi nè. Thì luôn, uống hết cái này em xin phép nha. Gì? Mày em xin thêm vòng nữa. Không. Tới dĩ rồi, tới anh nữa, nghỉ rồi. Em về. Nè, 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 đó. Giờ Liên Hồ ngót đi. Để em. Ít được rồi, nè, nè. Nè, em uống đàng hoàng nha, có một vài sữa không? Thôi trời ơi. Phát sữa kìa. Hết dám sữa luôn rồi. No luôn. No luôn hả? Xỉn luôn. Say luôn á. Sắp hết thùng luôn á. Rồi sao? Dở luôn hả? Ừ. Không sữa. Ngon sữa sợ nó ngay mình chết luôn á. Rồi, dở luôn. 2, 3. Má tao sữa là đi đâu đi ngay nghỉ đâu. Đi đi Ly. Sao kỳ vậy? Thôi, giờ nó anh phát đi. Đó, nó không sữa là không sữa mà. Sao chú bé không sữa? Ngu hả? Sữa ngay chú sao? Rảy mà chú nhẹ cái qua tới chú rồi nè. Rõ ràng luôn nè, thấy không? Anh hên thôi. Rồi, giờ lắc đi. Chú phát lắc là con sữa liền đó. Chết luôn. Anh Cưng không uống sữa. Đúng rồi. Tới anh thức sữa. Cái đầu gà nằm góc này nè. Gì hả? Chắc chưa? Ủa, cái này của ai uống? Anh dở luôn nè. Ừ. Thấy không? Nó nằm ngay đây luôn. Yeah. Cái đuôi bên đây. Cái đầu bên đây. Chị thôi nghĩ đi. Không, ý là cái đầu gà nằm ngay cái mép này nè. Vậy hả? Ừ. Nằm ngay mép dĩa đó chứ không phải là nói cái mỏ cái đầu này, mũi đâu. Em xin phép nha. Chơi xong rồi phải không? Em về. Em mới thấy được. Chơi em lội xong luôn. Trời ơi. Nó dậy nhanh lắm. Nước đục quá à. Xong nước đục quá trời đục luôn rồi. Để em gót cho chú phép nè. Đúng rồi đó. Trời, em gót em mà em gót cho chú phép. Cả nhà mình cái trò chơi mình bữa nay là chơi trong vòng nửa tiếng đồng hồ nha. Nãy giờ thì cả nhà không biết ai uống hết nhiều rồi đó. Gần hết thùng bia. Xin lỗi cả nhà nghe mặt mình trơ lên nè. Đây là cái trò chơi mà xây đầu gà. Đây cái đầu gà đây. Giết mày tăng liệu bây giờ. Rồi sao như ý sao? Quá trúng mặt. Quá trúng mặt hả? Bây giờ thôi mình cả nhà mình ăn thịt gà đi nha. Rồi chút xíu mình ngưng. Thôi bye bye. Cả nhà có trò chơi gì mới? Comment bên dưới giùm mình với. Bữa nào tỉnh queo à. Em hát say chưa? Hết nổi.